Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ tư, ngày 31 tháng 8 năm 2022. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Tin từ Los Angeles, California, tài xế lạc tay lái, đụng 30 xe đậu trên đường. Một người đàn ông ở California đã nhận tội lạm dụng trẻ vị thành niên. Một nhà dưỡng lão ở San Mateo, California cho cư dân uống lầm nước rửa chén, một người đã thiệt mạng. Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội mở cuộc điều tra đối với Tổng thanh tra DOJ, tịch thu điện thoại của dân biểu. Tổng thống Joe Biden lên án các cuộc tấn công vào FBI sau cuộc lục soát tại Mar-a-Lago. Nguồn dự trữ dầu sưởi ở Đông Bắc nước Mỹ xuống thấp. Cây hài Chris Rock từ chối dẫn dắt Oscar năm 2023 sau vụ Will Smith. Elon Musk gửi thơ tới Twitter để chính thức kết thúc thỏa thuận sáp nhập trị giá 44 tỷ đô la của họ. Nước biển dâng cao vì băng tan ở Greenland là không thể tránh khỏi. Tin từ Pakistan, hàng ngàn người chết vì lũ lụt, Liên Hiệp Quốc kêu gọi viện trợ. Ông Mikhail Gorbachev, tổng thống cuối cùng của Liên Xô, đã qua đời ở tuổi 91. Gần 77.500 người di cư được Mexico giải cứu khỏi băng nhóm buôn người. Nga đóng đường ống Nord Stream 1. Nhật Bản kêu gọi người dân di tản vì sắp có siêu bão tấn công. Tin Việt Nam, vụ bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, hai người bị đề nghị tử hình. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, tin từ Los Angeles, California, tài xế lạc tay lái, đụng 30 xe đậu trên đường. Một tài xế lái xe truck đã lạc tay lái và đụng 30 chiếc xe đang đậu ngay lề đường ở Los Angeles vào khuya của ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 8. Theo đài ABC7, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết sự việc xảy ra ở ngay ngã tư của đường Vernon và đường Vermont ở phía nam của thành phố lúc 11 giờ rưỡi tối. Nhân viên công lực cho biết tài xế là đàn ông và không uống rượu hay sử dụng ma túy khi gây tai nạn. Họ cho hay người đó gặp một vấn đề về y tế nhưng không nói rõ về vấn đề đó là gì, cũng như không nói rõ danh tánh tuổi tác của tài xế. Tài xế phải nhập viện vì bị thương nhẹ sau khi gây tai nạn và không có ai khác bị thương tại hiện trường. Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe truck màu trắng bị hư hại nặng ở phần đầu và nhiều xe đậu trên đường cũng đã bị hư hại nặng ở nhiều chỗ sau khi bị đụng. Một người đàn ông ở California đã nhận tội lạm dụng trẻ vị thành niên. Tên từ Los Angeles, California, một người đàn ông từng là cư dân của miền Nam California vào ngày thứ Hai 29 tháng 8 đã thừa nhận đã dụ dỗ nhiều bé gái vị thành niên, trong đó có trẻ 12 tuổi, thực hiện hành vi lạm dụng và trở thành nô lệ tình dục cho nghi can. Theo bản tin của hãng thông tấn AP, Matthew Christian Locker, 31 tuổi, thừa nhận tội danh lạm dụng trẻ em, theo biện lý cuộc của liên bang cho biết trong một thông cáo báo chí. Locker khai rằng khi sống ở Redondo Beach vào năm 2020 và 2021, nghi can đã trò chuyện trên mạng với các trẻ em gái mắc vấn đề sức khỏe tâm thần như là bị trầm cảm, bị rối loạn ăn uống, cũng như có ý định tự tử. Locker đã dẫn dắt các nạn nhân tự làm tổn thương bản thân và hướng dẫn một nạn nhân bị rối loạn ăn uống tự bỏ đói, ra lệnh cho nạn nhân quay cảnh tự cắt cơ thể mình khi không nghe lời của nghi can. Biện lý cuộc liên bang cho biết, các công tố viên tiết lộ hai cô gái đã gửi cho nghi can hình ảnh họ tự làm hại mình. Ngoài ra, Locker đã tiếp tục dụ dỗ thêm nạn nhân thứ ba. Bé gái 12 tuổi này đã trốn khỏi nhà ở Ohio để đến California để có quan hệ với nghi can. Cũng với sự thúc giục của Locker, nạn nhân trước tiên đã phóng hỏa nhà mình để giết chết cha mẹ nhưng mà bất thành, công tố viên đã cáo buộc. Locker hứa rằng nghi can sẽ đón nạn nhân đến California và biến cô trở thành nô lệ của mình, theo hồ sơ của vụ án. Locker đã chuyển đến Indiana sau khi nhà chức trách khám xét nhà của anh ta. Locker đã bị bắt vào ngày 10 tháng Giêng năm nay tại Indianapolis và bị đưa trở lại California, nhà chức trách cho hay. Locker sẽ phải đối mặt với bản án từ 15 năm đến 30 năm tù khi bị tuyên án vào tháng Giêng tới. Những tên tội phạm này quá là kinh khủng và quá nguy hiểm, thưa quý vị. Loan Lộc muốn đưa những thông tin này đến cho quý vị bởi vì có những đứa con gái, ngay cả con trai mà cái tuổi nhỏ cũng vậy nữa. Đi lên trên mạng mà mình không có theo dõi con mình kỹ thì con của mình nó vào những cái trang và bị những cái bọn này nhắn những cái tin rất là bậy bạ. Quý vị biết là thường đó, những người trẻ đó họ chơi game thì họ có một cái trang web giống như một cái trang để mà mình trao đổi nói chuyện với nhau, thì những trang đó lại không được kiểm soát.
không được kiểm soát, nên khi có thể họ có thể gửi hình ảnh hoặc là nói chuyện bậy bạ gì đó, mình cũng không thể nào mà kiểm soát được. Nên quý vị nếu mà có con nhỏ thì mình nên chú ý chút xíu, thường là những trang web về game đó quý vị. Một nhà dưỡng lão ở San Mateo, California cho cư dân uống lầm nước rửa chén, một người đã thiệt mạng. Ba cư dân ở nhà dưỡng lão ở California phải vô bệnh viện và một người trong số họ đã qua đời sau khi bị cho uống lầm nước rửa chén thay vì nước trái cây, theo đài KTOA vào ngày thứ Hai 29 tháng 8. Khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy tuần trước, ba chiếc xe cứu thương được đưa đến nhà dưỡng lão ở Tria Park Senior Living ở San Mateo để điều trị một số bệnh nhân. Sở cứu hỏa San Mateo đã loan báo, ba cư dân được đưa vô bệnh viện sau khi bị cho uống lầm nước rửa chén thay vì nước trái cây. Atria Park đã gửi thông báo xác nhận với đài truyền hình địa phương. Bà Maxwell, 93 tuổi, một trong số ba người đó đã qua đời ở bệnh viện. Gia đình của bà Maxwell cho hay, sau khi bị uống nước rửa chén có chất kiềm, bà Maxwell đã bị phỏng dập miệng, cổ họng và thực quản. Theo cô Marcia Cushing là con gái của bà Maxwell, khi mà đến bệnh viện thì gia đình của bà mới được thông báo bệnh viện không thể làm gì để mà điều trị những vết phỏng như vậy. Tính đến tối của ngày thứ Hai, cảnh sát của San Mateo vẫn đang điều tra sự việc và chưa có công bố gì thêm. Atria Senior Living là công ty mẹ của nhà dưỡng lão này đang hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát. Công ty này đang điều tra nội bộ và cho những nhân viên liên quan đến vụ này tạm nghỉ việc cho đến khi kết thúc cuộc điều tra. Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội mở cuộc điều tra đối với Tổng Thanh tra DOJ tịch thu điện thoại của dân biểu. FBI đã tịch thu điện thoại của đại diện đảng Cộng hòa Scott Perry khi anh ấy đang du lịch cùng gia đình. Perry cho biết anh đã bị ba nhân viên FBI tiếp cận với lệnh đòi điện thoại di động của anh. FBI đã không cố gắng liên lạc với luật sư của anh hoặc anh để lấy điện thoại di động. Dân biểu Perry đã nói trong một tuyên bố độc quyền rằng FBI đã tịch thu điện thoại di động. Anh đã bị ba nhân viên FBI tiếp cận. Những người này đã đưa cho anh một trác và yêu cầu anh phải giao điện thoại di động của mình. Sáng nay khi đi du lịch cùng với gia đình, ba nhân viên FBI đã đến thăm tôi và thu giữ điện thoại di động của tôi. Họ không cố gắng liên lạc với luật sư của tôi, người đã sắp xếp để họ có được điện thoại của tôi, nếu đó là mong muốn của họ. Tôi rất phẫn nộ mặc dù không ngạc nhiên rằng FBI dưới sự chỉ đạo của Merrick Garland đã thu giữ điện thoại của một thành viên quốc hội đương nhiệm. Perry nói trong tuyên bố của mình, điện thoại của tôi chứa thông tin về các hoạt động lập pháp và chính trị của tôi, cũng như các cuộc thảo luận cá nhân, riêng tư với vợ, gia đình, các cử tri, bạn bè của tôi. Không ai trong số này là làm việc của chính phủ. Perry khẳng định trong tuyên bố của mình rằng DOJ đã hành động không cần thiết và gây hấn thay vì chỉ liên hệ với luật sư của tôi. Những loại chiến thuật này sẽ khiến cho mọi công dân quan tâm, đặc biệt là xem xét quyết định trước Quốc hội vào tuần này để thuê 87.000 đặc vụ IRS mới để bắt bớ hơn nữa những công dân tuân thủ luật pháp. Ủy ban Tư pháp Hạ viện và các đảng viên Cộng hòa hiện đang mở cuộc điều tra đối với Tổng Thanh tra DOJ Michael Horowitz về việc ông liên quan đến việc kiểm tra điện thoại di động. Trong một lá thư do Jim Jordan gửi, ông nói rằng nó tạo ra xung đột lợi ích nghiêm trọng trong việc xem xét các hành động của bộ. Jordan nói thêm, vai trò của OIG liên quan đến việc thu giữ điện thoại của đại diện Perry không phù hợp với trách nhiệm của bạn trong việc thực hiện giám sát độc lập của bộ và rất rắc rối trước các yêu cầu báo cáo theo luật định của bạn với Quốc hội. Ủy ban Tư pháp Hạ viện, các đảng viên đảng Cộng hòa đang mở một cuộc điều tra đối với Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp Michael Horowitz về các báo cáo cho thấy văn phòng của ông có liên quan đến việc kiểm tra điện thoại di động mà FBI thu giữ từ dân biểu Scott Perry. Luật sư của dân biểu Perry cho biết Perry không phải là mục tiêu của cuộc điều tra, theo The New York Times. Tổng thống Joe Biden lên án các cuộc tấn công vào FBI sau cuộc lục soát tại Mar-a-Lago. Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Ba đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhắm vào FBI từ một số nhân vật Cộng hòa sau khi cơ quan này khám xét tư gia tại Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump. Phát biểu về vấn đề an toàn công cộng ở Wilkes-Barre, Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ ủng hộ việc thực thi pháp luật, trong khi coi những người bảo thủ như là những người chống cả cảnh sát do lập trường của họ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cuộc tấn công tại Điện Capitol và gần đây là sự việc tại Mar-a-Lago. Hãy để tôi nói điều này với những người bạn thuộc đảng Cộng hòa MAGA của tôi tại Quốc hội. Đừng nói với tôi rằng bạn ủng hộ việc thực thi pháp luật nếu bạn không lên án những gì đã gây ra bạo loạn ngày 6 tháng 1. Đừng nói với tôi rằng bạn không làm được điều đó. Vì Chúa, bạn đứng về phía nào?
ông Biden nói, đề cập đến khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của cựu Tổng thống Trump. Bạn đang ở phía bên bạo loạn hay bên của cảnh sát? Bây giờ thật kinh khủng khi lại thấy các cuộc tấn công mới vào FBI đe dọa tính mạng của các nhân viên thực thi pháp luật và gia đình của họ chỉ vì thực hiện luật và làm công việc của họ. Ông nói tiếp. Nghe này, tôi muốn nói điều này rõ ràng nhất có thể được. Không có nơi nào trên đất nước này, không có nơi nào gây nguy hiểm đến tính mạng của những người thực thi pháp luật. Không, và không có nơi nào cả. Tôi phản đối việc cắt ngân sách của FBI, tôi cũng phản đối việc cắt ngân sách của cảnh sát, ông Biden đã nói tiếp. Bài nói chuyện của ông Biden là một nỗ lực nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc thực thi pháp luật để xóa bỏ tin đồn rằng câu chuyện của đảng Dân Chủ ủng hộ việc giảm ngân sách cho cảnh sát, đồng thời lợi dụng các sự việc hiện nay để kêu gọi sự ủng hộ của chính những người bảo thủ đối với việc thực thi pháp luật. Đảng Cộng Hòa đã dồn dập chỉ trích FBI về quyết định thực thi lệnh khám xét Mar-a-Lago vào đầu tháng này như một phần của cuộc điều tra nhằm tìm lại các tài liệu mật mà cựu Tổng thống Donald Trump đã mang theo về nhà sau khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Đảng Cộng Hòa cáo buộc FBI làm vì động cơ chính trị và một số ứng cử viên lên tiếng kêu gọi cắt ngân sách cho văn phòng FBI. Tổng thống Joe Biden không thường xuyên nói về các vụ xảy ra ngày 6 tháng 1 và đã đưa ra quan điểm giữ khoảng cách cần thiết với những tiết lộ về cuộc điều tra của Quốc hội về vụ tấn công vào điện Capitol, nhưng ông ấy đang đẩy mạnh những lời chỉ trích của mình đối với các đảng viên Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là những người bỏ phiếu ủng hộ cựu Tổng thống Trump để tạo điều kiện cho các cử tri này bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ có một bài phát biểu vào giờ vàng từ Philadelphia vào ngày thứ năm, sẽ nhấn mạnh việc bảo vệ nền dân chủ và bảo vệ linh hồn của quốc gia, trở lại chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2020. Nguồn dự trữ dầu sưởi ở Đông Bắc nước Mỹ xuống thấp. Giới chức liên bang cho biết, nguồn cung ứng dầu diesel và dầu sưởi ở vùng Đông Bắc thấp hơn 50% so với mức trung bình gần đây và nguồn cung cấp có nguy cơ bị gián đoạn nếu có bão tố hoặc các vấn đề về thời tiết xảy ra, theo AP vào ngày thứ Hai 29 tháng 8. Nguồn cung cấp nhiên liệu thấp hơn bình thường trên khắp đất nước đến từ nhiều lý do, bao gồm chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng tình hình ở vùng Đông Bắc đặc biệt trầm trọng hơn. Theo cuộc khảo sát của Bộ Năng lượng, nhiên liệu diesel và dầu sưởi hiện thấp hơn 63%. So với mức trung bình 5 năm ở New England và thấp hơn 58% so với Maryland, New York. Vùng Đông Bắc phụ thuộc nhiều vào dầu sưởi để giữ ấm cho các ngôi nhà vào mùa đông, trong khi những vùng khác phần lớn dựa vào khí đốt tự nhiên và điện. Ngoài ra, thì Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA dự báo mùa mưa bão hiện tại và biến động mạnh mẽ của thời tiết có thể gây ra gián đoạn. Bởi lẽ, hầu hết các nhiên liệu tiêu thụ từ các tiểu bang từ Trung Đại Tây Dương cho đến Maine được lấy từ các nhà máy lọc dầu ở vùng vịnh Mexico. Bà Jennifer Granholm, Bộ trưởng Năng lượng, có cuộc họp với các thống đốc và giám đốc năng lượng ở vùng New England đến thảo luận về tình trạng trên. Bà kêu gọi các thống đốc phải làm mọi cách có thể để tăng cường nguồn cung ứng nhiên liệu trong những tuần tới, ngăn chặn tình huống bất thường xảy ra. Bộ Năng lượng cũng đã gửi thư đến 7 công ty dầu mỏ lớn, yêu cầu họ giữ lại nguồn dầu của mình để giúp bù đắp lượng dự trữ thấp. Mối lo ngại về thiếu hụt nhiên liệu diễn ra trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine góp phần gây đứt đoạn chuỗi cung ứng năng lượng. Cuộc chiến đang gây ra những lo lắng về sự đầy đủ của các nguồn cung cấp năng lượng trên khắp thế giới. Trước những lo lắng này, các nhà cung cấp lớn lẫn nhỏ lẻ đang phối hợp với nhau để nâng lượng dự trữ trong tháng 9 và tháng 10 sắp tới. Cây hài Chris Rock từ chối dẫn dắt Oscar năm 2023 sau vụ Will Smith. Trong một show diễn ở Phoenix, Arizona vào cuối tuần qua, Chris Rock nhắc đến việc được mời dẫn dắt lễ trao giải Oscar 2023. Anh cho rằng đề nghị của Viện Hàn Lâm chẳng khác nào việc yêu cầu anh quay lại hiện trường, nơi bị hại. Để mọi người dễ hình dung, anh đã nhắc đến vụ án của O.J. Simpson, ngôi sao bóng bầu dục từng gây chấn động dư luận với phiên tòa liên quan đến vụ sát hại vợ cũ Nicole Brown Simpson vào hồi năm 1994. Nguồn cơn của vụ án mạng xuất phát từ việc mẹ của Nicole đã quên cặp mắt kiến trong một nhà hàng. Chris Rock cho rằng lời mời từ ban tổ chức Oscar giống như việc đề nghị Nicole quay trở lại nhà hàng đó, nơi khởi nguồn của mọi rắc rối. Chris Rock cũng thừa nhận cú tát của Will Smith khá đau và đùa rằng không có ý định đánh trả. Anh ta cao lớn hơn tôi, tiểu bang Nevada sẽ không bao giờ cấp phép một trận đấu giữa tôi và anh ấy.
Hiện tại, Viện Hàn Lâm không phản hồi về việc thông tin mời Chris Rock dẫn dắt lễ trao giải Oscar năm 2023. Mới đây, Bill Kramer, giám đốc điều hành mới của Viện Hàn Lâm, tỏ ra không muốn nhắc tới vụ ồn ào giữa hai ngôi sao này và tập trung cho mùa giải sắp tới. Vị này cũng nhấn mạnh rằng, chúng tôi muốn tiến về phía trước và có một giải Oscar chỉ nhằm tôn vinh điện ảnh. Đó là trọng tâm của chúng tôi ở hiện tại. Sự ồn ào giữa Chris Rock và Will Smith trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải Oscar diễn ra hồi vào cuối tháng 3 năm 2022. Sự việc này cũng đã làm lu mờ giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất mà Will Smith nhận được tại lễ trao giải danh giá này. Sau vụ ồn ào, Will Smith cũng đã lên tiếng xin lỗi Chris Rock vì hành động sai trái. Cú tát này đã khiến cho Will Smith chủ động rút khỏi Viện Hàn Lâm, đồng thời bị cấm tham gia các lễ hội của học viện trong vòng 10 năm tới. Cuối tháng 7 vừa qua, Will Smith đã đăng một video dài 6 phút nhắc lại chuyện đánh Chris Rock và gửi lời xin lỗi Chris Rock. Anh đã chia sẻ, tôi đã liên hệ với Chris và được phản hồi rằng anh ấy chưa sẵn sàng để nói chuyện và sẽ chủ động liên lạc trong thời gian thích hợp. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói, Chris, tôi xin lỗi anh, hành vi của tôi không thể chấp nhận được và tôi luôn ở đây bất cứ khi nào anh sẵn sàng nói chuyện. Cho đến nay thì Chris Rock vẫn chưa chính thức chia sẻ với truyền thông về vụ ồn ào vừa qua mà chỉ đề cập đến vụ việc trong một vài show diễn của mình. Elon Musk gửi thư tới Twitter để chính thức kết thúc thỏa thuận sáp nhập trị giá 44 tỷ đô la của họ. Elon Musk đã chính thức viết thư cho Twitter để kết thúc thỏa thuận 44 tỷ đô la, các tài liệu từ SEC đã tiết lộ. Nhóm pháp lý của ông Musk đã đệ trình tài liệu vào ngày hôm qua, xác nhận với cơ quan chính phủ rằng Elon Musk đã thông báo cho Twitter về quyết định chính thức rút khỏi thỏa thuận. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2022, các cố vấn của Elon Musk đã gửi một lá thư, thư chấm dứt ngày 29 tháng 8 tới Twitter, thay mặt cho Elon Musk, chính thức thông báo cho Twitter rằng Elon Musk đang chấm dứt thỏa thuận hợp nhất của họ. Vụ việc này xảy ra sau khi luật sư của Elon Musk đòi giám đốc an ninh của Twitter, người tuyên bố các giám đốc điều hành công ty biết về bảo mật lỏng lẻo của trang web và cung cấp cho công chúng những tuyên bố sai sự thật. Ông Musk cáo buộc Twitter trong nhiều năm xuyên tạc và thiếu sót đáng kể về bảo vệ an ninh và quyền riêng tư, đồng thời tuyên bố các giám đốc điều hành công ty đã nói dối về số lượng tài khoản spam hoặc bot. Công ty đã mạnh mẽ phủ nhận những tuyên bố này, nhưng nhóm pháp lý của Musk hiện đang yêu cầu Jacko vào ngày 9 tháng 9 xuất hiện trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của tỷ phú để rút lại 44 tỷ đô la tiếp quản Twitter của ông. Các luật sư cũng đã yêu cầu người yêu cầu cung cấp thêm thông tin về bất cứ báo cáo nào về các lỗ hổng bảo mật mà Jacko đã gửi cho giám đốc điều hành Twitter hoặc các nhân viên hàng đầu khác, và đang yêu cầu công ty cung cấp thêm thông tin về phần báo cáo hàng năm của Twitter thảo luận về các tài khoản giả mạo. Hành động này diễn ra khi ông Musk chuẩn bị đối mặt với các giám đốc điều hành Twitter tại tòa án liên bang vào tháng 10. Được biết, Jocko cũng đã đệ đơn khiếu nại Twitter vào hồi tháng trước, cáo buộc Twitter đã nói dối công chúng và ông Elon Musk về các hoạt động bảo mật của Twitter. Nước biển dâng cao vì băng tan ở Greenland là không thể tránh khỏi. Mực nước biển dâng do sự tan băng tại Greenland là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần, kể cả khi việc đốt nhiên liệu hóa thạch chấm dứt ngày hôm nay. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change vào ngày 29 tháng 8, nghiên cứu cho thấy lượng băng tổng thể tan chảy từ Greenland sẽ khiến mực nước biển dâng ít nhất là 10 inch, là 27cm. Với sự phát thải carbon tiếp diễn, sự tan chảy của các dải băng khác cùng sự giãn nở nhiệt của đại dương, mực nước biển dâng nhiều mét là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hàng tỷ người đang sống tại các vùng duyên hải nên lũ lụt do nước biển dâng sẽ là một trong những tác động dài hạn của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Nghiên cứu mới nói trên đã sử dụng các phép đo vệ tinh về lượng băng mất đi tại Greenland và hình dạng của dải băng này từ năm 2000 đến năm 2019, báo Guardian đã đưa tin. Dữ liệu này đã cho phép các nhà khoa học tính toán mức ấm lên toàn cầu cho đến nay đã đẩy dải băng Greenland khỏi trạng thái cân bằng, trạng thái mà lượng tuyết rơi đủ bù đắp cho lượng băng tan đi. Nghiên cứu chỉ ước tính mực nước đang dâng lên tối thiểu là 27cm, là khoảng 10 inch từ sự tan băng tại Greenland.
Ông Jason Box, trưởng nhóm nghiên cứu và là nhà khoa học thuộc Viện Khảo sát Địa chấn Đan Mạch và Greenland, GEUS, nhận định mực nước biển toàn cầu sẽ dâng cao hơn vì khí hậu chắc chắn sẽ tiếp tục ấm lên. Ưu điểm của nghiên cứu là cung cấp một ước tính chắc chắn về việc mực nước biển dâng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, phương pháp được nhóm nghiên cứu sử dụng không tính được thời gian để Greenland tan 110.000 tỷ tấn băng khiến cho mực nước biển dâng cao như vậy. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng điều này có thể xảy ra vào năm 2100. Theo nhóm nghiên cứu, nếu vụ tan băng kỷ lục năm 2012 tại Greenland trở thành một hiện tượng thường xuyên vào cuối thế kỷ này, lượng băng tại dải băng Greenland sẽ làm mực nước biển tăng tới 78 cm. Tiến sĩ William Corgan làm việc tại GEUS nhấn mạnh sự khác biệt giữa con số 78 cm và 27 cm và cho rằng chúng ta vẫn có thể làm nhiều thứ để giảm bớt thiệt hại từ sự băng tan, bao gồm thực hiện thỏa thuận Paris. Tin từ Pakistan, hàng ngàn người chết vì lũ lụt, Liên Hiệp Quốc kêu gọi viện trợ. Mưa lớn và lũ lụt nhấn chìm 1/3 đất nước Pakistan và giết chết hơn 1.100 người, trong đó có 380 trẻ em. Máy bay trực thăng quân đội giải cứu các gia đình mắc kẹt và thả hàng viện trợ xuống các khu vực không thể tiếp cận được. Liên Hiệp Quốc ngày 30 tháng 8 kêu gọi quốc tế quyên góp 160 triệu đô la để giúp Pakistan. Trận đại hồng thủy lịch sử gây ra bởi những trận mưa lớn bất thường làm ảnh hưởng đến 33 triệu người, phá hủy nhà cửa và cơ sở kinh doanh, cơ sở hạ tầng và mùa màng. Trong quý tính tới hết tháng 8 năm nay, Pakistan có lượng mưa nhiều hơn gần 190%, tổng cộng là trên 390 mm, cao hơn mức trung bình trong 30 năm. Tỉnh Sindh với dân số 50 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lượng mưa nhiều hơn 466% so với mức trung bình 30 năm. 1/3 đất nước thực sự chìm trong nước, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu Sherry Redman đã nói với Reuters, mô tả quy mô của thảm họa, ít nhất là 380 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Thủ tướng Shibha Sharif nói với các phóng viên trong cuộc họp báo, Pakistan đang chìm đắm trong đau khổ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres nói trong một thông điệp video, trong lúc Liên Hiệp Quốc đưa ra lời kêu gọi 160 triệu đô la để giúp đỡ đất nước này. Phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc đã nói rằng, ông Guterres sẽ tới Pakistan vào tuần tới để quan sát ảnh hưởng của thảm họa khí hậu chưa từng có. Cơ quan quản lý thảm họa nhà nước Pakistan cho biết gần 300 người mắc kẹt, bao gồm một số khách du lịch đã được đưa lên máy bay ở miền Bắc Pakistan vào ngày 30 tháng 8, trong khi hơn 50.000 người đã được chuyển đến hai nơi trú ẩn của chính phủ ở phía Tây Bắc. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Qamar Javed Baghwal đã đến thăm thung lũng Swat phía Bắc và duyệt xét các hoạt động cứu trợ và trợ giúp, nói rằng việc phục hồi sẽ phải mất một thời gian dài. Mỹ sẽ cấp 30 triệu đô la viện trợ cho Pakistan đối với lũ lụt thông qua USAID. Tòa đại sứ Mỹ ở Islamabad nói trong một tuyên bố, nghĩa vụ trợ giúp, chính phủ nói, ước tính ban đầu thiệt hại do lũ lụt gây ra lên tới hơn 10 tỷ đô la, đồng thời cho biết thế giới có nghĩa vụ giúp Pakistan đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Mưa xối xả đã gây ra lũ quét từ các vùng núi phía Bắc đổ xuống, phá hủy các tòa nhà, cầu cống, cuốn trôi đường xá và mùa màng. Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan nói hàng trăm ngàn người đang sống ngoài trời, không có thực phẩm, nước sạch, nơi ở hoặc không được chăm sóc sức khỏe cơ bản. Pakistan ước tính lũ lụt đã ảnh hưởng đến 33 triệu người, hay là hơn 15% trong tổng số 220 triệu dân của nước này. Ông Guterres cho biết số tiền 160 triệu đô la mà ông hy vọng huy động được sẽ cung cấp cho 5,2 triệu người thực phẩm, nước uống, vệ sinh, giáo dục khẩn cấp và hỗ trợ y tế. Ông Mikhail Gorbachev, tổng thống cuối cùng của Liên Xô, đã qua đời ở tuổi 91. Tin từ Moscow, ông Mikhail Gorbachev, người kết thúc chiến tranh lạnh nhưng không thể ngăn Liên Xô sụp đổ, đã qua đời vào ngày thứ Ba, 30 tháng 8, hưởng thọ 91 tuổi. Báo chí Nga dẫn lời giới chức bệnh viện loan báo, ông Gorbachev, tổng thống cuối cùng của Liên Xô, là người đạt được thỏa thuận cắt giảm vũ khí với Mỹ và thỏa thuận hợp tác với cường quốc Tây Phương nhằm xóa bỏ bức màn sắt chia cắt Âu Châu từ đệ nhị thế chiến và nhằm tái thống nhất nước Đức. Gần 77.500 người di cư được Mexico giải cứu khỏi băng nhóm buôn người.
Mexico đã cứu gần 77.500 người di cư khỏi băng nhóm buôn người. Tính từ năm 2018 đến nay, FGR đã mở 4.707 cuộc điều tra liên quan đến tội phạm buôn người di cư, trong đó 2.286 người đã bị truy tố về tội buôn người, 2.031 người bị buộc tội bắt giữ trái phép người khác. Nhà chức trách Mexico mới đây cho biết, từ năm 2018 đến tháng 8 năm 2022, Mexico đã giải cứu 77.500 người di cư ngoại quốc, những nạn nhân của các nhóm buôn người. Theo số liệu của Văn phòng Tổng trưởng lý FGR, trong năm 2018, các nhà chức trách của Mexico đã giải cứu được 533 người. Đến năm 2019, con số này đã tăng vọt lên gần 22.200 người, sau khi giảm xuống còn 6.249 người vào năm 2020, thì số người di cư đã bị nhà chức trách chặn lại tiếp tục nhảy vọt lên 28.804 người vào năm 2021 và 19.723 người từ đầu năm đến nay. Nơi này đang chứng kiến dòng người di cư ồ ạt từ các nước Trung và Nam Mỹ đổ về Mỹ, thể hiện qua sự hình thành các đoàn lữ hành hàng trăm người sẵn sàng đi bộ hàng trăm cây số từ miền Nam Mexico để đến được biên giới phía Bắc, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn đồ ăn, thức uống và vật dụng thiết yếu. Mới đây nhất ngày 28 tháng 8 vừa qua, một nhóm gần 1.000 người di cư đã khởi hành từ thành phố Tapachula ở Chiapas, giáp ranh với Guatemala, trong đó có hàng chục phụ nữ và trẻ em. Kể từ đầu năm tài chính 2022, bắt đầu vào tháng 10 năm 2021, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ CBP đã ngăn chặn hơn 1.700.000 người di cư. Còn phía bên kia biên giới, trong năm 2021, Mexico đã trục xuất hơn 114.000 người di cư, trong khi Ủy ban hỗ trợ người tị nạn nước này đã nhận được 131.448 đơn xin tị nạn, cao nhất từ trước cho đến nay. Nga đóng đường ống Nord Stream 1. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom xác nhận các dòng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 đến châu Âu bị ngưng từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 để bảo trì. Dữ liệu từ nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream AG chỉ ra rằng không có nguồn cung cấp khí đốt nào được vận chuyển. Gazprom trước đó nói rằng nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 sẽ được ngừng hoàn toàn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 để bảo trì tổ máy nén khí duy nhất còn hoạt động. Sau khi hoàn thành sửa chữa và giả sử tổ máy không có trục trặc kỹ thuật, việc vận chuyển khí sẽ được khôi phục ở mức 33 triệu mét khối mỗi ngày, tương đương 20% công suất tối đa của đường ống. Kể từ tháng 7, đường ống Nord Stream 1 đã hoạt động với công suất giảm do một số turbin ngừng hoạt động. Một trong số chúng được gửi đến Canada để sửa chữa và mắc kẹt ở đó do lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine. Theo yêu cầu của Đức, Ottawa tháng trước đã thông báo miễn trừ cho các turbin và gỡ turbin mới đến Đức, nhưng Gazprom đã từ chối nhận. Nord Stream 1 là một đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Ngày 27 tháng 7, lưu lượng qua đường ống giảm xuống còn 33 triệu mét khối mỗi ngày. Liên minh châu Âu đã cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung cấp khí đốt làm vũ khí kinh tế để gây sức ép với phương Tây, nhưng phía của Moscow đã bác bỏ. Nga tuyên bố sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ của mình về xuất khẩu khí đốt, nhưng các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang cản trở quá trình bảo dưỡng và hoàn trả thiết bị như các turbin của Nord Stream 1. Nhật Bản kêu gọi người dân di tản vì sắp có siêu bão tấn công. Nhật Bản sắp đón siêu bão Hinamnor, kêu gọi người dân di tản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tối ngày 30 tháng 8, bão Hinamnor đã tới các vùng biển phía nam Nhật Bản trên Ấn Độ Dương, cách đảo Minamidaito 340 cây số về hướng đông-đông bắc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết cơn bão rất mạnh mang tên Hinamnor đã tiến gần một vài đảo xa ở phía nam của nước này, buộc chính quyền địa phương kêu gọi người dân di tản. Theo JMA, với sức gió lên tới 252 km/h, bão Hinamnor đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ lên 30 km/h và dự báo sẽ hoành hành tại các đảo từ tối ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Mặc dù một số hòn đảo xa của vùng Okinawa chỉ có vài trăm dân cư, nhưng cả vùng này có khoảng 1,4 triệu dân. GMA đã dự báo bão Hinamnor sẽ tăng lên cấp mạnh nhất từ tối ngày 31 tháng 8, với sức gió lên tới 270 km/h, có thể gây thiệt hại tại vùng Okinawa.
Vì vậy, người dân ở vùng Okinawa cần phải khai triển các biện pháp phòng chống bão, như là chuyển tới tránh bão tại các tòa nhà kiên cố hơn. Nhật Bản đang trong mùa mưa bão với khoảng 20 trận bão như vậy một năm và thường kéo theo các trận mưa lớn gây lở đất và lũ quét. Tới Việt Nam, vụ bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, hai người bị đề nghị tử hình. Nguyễn Xuân Quý, người cầm đầu đường dây chở ma túy, mở phòng bay lắc ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 suốt thời gian dài, bị đề nghị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình với 3 tội danh. Chiều ngày 30 tháng 8, kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã đề nghị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổng hợp mức án về tử hình với các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc bị đề nghị mức án tổng hợp là tử hình với hai tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng hai tội danh này, bị cáo Nguyễn Công Thường bị đề nghị chung thân, Nguyễn Trung Nguyên bị đề nghị phạt 25 năm tù. Đỗ Thị Lưu, 53 tuổi, trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị đề nghị mức án 2-3 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 5 năm rưỡi đến 7 năm rưỡi về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, thì Nguyễn Xuân Quý là người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc để chữa bệnh tâm thần. Khoảng cuối năm 2020, Quý đã sửa phòng bệnh thêm một phòng riêng có hệ thống loa âm ly, đèn nháy để phục vụ cho việc bài lắc, giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy. Ngoài ra, Quý còn tổ chức một hệ thống gồm nhiều người khác tham gia mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Quý đã khai rằng khi mà sửa xong phòng bệnh thì trưởng khoa Đỗ Thị Lưu cùng điều dưỡng trưởng có biết và nhắc nhở, yêu cầu tháo gỡ nhưng mà Quý không thực hiện. Đáng chú ý là Quý còn khai để được bao che. Quý còn mua chuộc bằng cách hàng tháng nộp thuế cho bác sĩ Lưu 6-10 triệu đồng. Việc đưa tiền này nhằm mục đích để Quý được đưa bạn bè người lạ vào trong phòng bệnh mà không bị nhắc nhở. Trái lại, bà Lưu khai có biết việc Quý tự ý sửa chữa phòng bệnh, đã yêu cầu tháo dỡ nhưng Quý không thực hiện. Do Quý là bệnh nhân tâm thần hay chửi bới bác sĩ, nên bị can Lưu chỉ nhắc nhở một lần và không báo cáo lên lãnh đạo. Bà Lưu cũng phủ nhận việc thu tiền phòng hàng tháng của Quý, khai không biết việc Quý tổ chức mua bán sử dụng ma túy tại phòng bệnh. Viện kiểm sát cho rằng, mặc dù bà Lưu phủ nhận, nhưng căn cứ lời khai của Quý và một số cán bộ bệnh viện đủ cơ sở xác định bị can Lưu phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Lưu vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác đã không quyết liệt yêu cầu Quý tháo dỡ phần sửa chữa phòng bệnh, dẫn đến việc Quý đưa người lạ vào nơi này tổ chức sử dụng mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Quý còn lôi kéo các nhân viên y tế trong khoa là Vũ, Huệ, Hạc cùng sử dụng ma túy. Ngày 1 tháng 2 năm 2021, Quý được Huệ mời dự tiệc sinh nhật tại khoa nên đã cảm ơn bằng cách cho điều dưỡng này và bạn bè bay lắc ngay trong phòng. Cả nhóm dùng ma túy từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Tiếp đó, ngày 13 tháng 3 năm 2021, hai bị can là Huệ và Hạc cùng một số người khác hẹn nhau tổ chức bay lắc ngay trong phòng bệnh viện. Hai nữ điều dưỡng và hộ lý này đã trực tiếp gọi điện và qua phòng của Quý để xin ma túy. Tối hôm đó, cả nhóm này đã cùng sử dụng ma túy tại phòng âm nhạc của khoa phục hồi chức năng. Đến nửa đêm thì rủ nhau sang phòng của Quý và tiếp tục bay lắc. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha. Hồng Loan, tên. Tên. Đờn đờn tưởng muốn hát chứ. Muốn hát không? Hát hoài mà không có nhạc nghe cũng kỳ kỳ. Thôi cả chuyện vui đi. Mốt mình hát mình cho cái guitar mình đệm đệm vô. Chuẩn bị cái đàn guitar. Đúng rồi. Hôm bữa quý vị có nói là sao không bỏ nhạc vô, mở nhạc lên điện thoại và hát. Thì bởi vì những cái nhạc mà mình hát đó quý vị dễ bị copyright lắm. Mà đôi khi có những copyright là họ lấy cái chương trình mình xuống luôn, mình không thể phát chương trình được luôn. Mà công trình mình làm cực khổ mà không có được phát thì rất là tiếc. Cho nên Lan Lộc không có dám để nhạc là như vậy đó thưa quý vị. Thôi, cái chuyện vui nha. Cái chuyện hả? Ừ. Rồi. Chuyện mới luôn á. Mới hả? Bà vợ bà mới nói ông chồng, có cái chuyện mà bỏ rượu, bỏ thuốc không mà ông làm không được. Ông coi nè, cái ông hàng xóm đó, ông bỏ được rượu mà bỏ luôn thuốc luôn. Anh thấy không? Anh không có nghị lực chút xíu nào. Ông chồng bực tức quá, ông nói: được,
Bà nói tôi không có nghị lực phải không? Tôi sẽ không bỏ thuốc, tôi sẽ không bỏ rượu, nhưng mà tôi bỏ cái khác. Kể từ bây giờ, tôi với bà ngủ riêng. Thế là thời gian trôi qua. 2-3 tuần sau, bỗng nhiên, một buổi tối nọ, ông đang ngủ thì ông nghe tiếng gõ cửa, tiếng thỏ thẻ của bà vợ. Cốc cốc cốc, anh ơi, anh ngủ hay thức? Chuyện gì đó? Em tới đây em muốn nói với anh biết rằng, ông hàng xóm, ổng đã hút thuốc và uống rượu trở lại rồi. Cho nên không có nghị lực cũng không sao. Chết không? Lộc có nghị lực không? Không biết, Lộc đâu có hút thuốc, Lộc đâu uống rượu đâu. Lâu lâu uống bia thôi. Ok, ngày hôm nay Lộc một lần kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương để chia sẻ cho chương trình của Lan và Lộc, và luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Không biết có nghị lực không ta? Bỏ thử biết liền.